Mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình tiếp tục mình review khu vực này nhá. Cũng lâu lắm rồi mình không kích ở chỗ này. Đây, đồng mình cũng ô nhiễm, người ta cũng hết chỗ kích rồi. Giờ chỉ còn khu vực này thôi. Đây các bạn, thử sức mấy phát đầu tiên. Mình bắt này về cho vịt nhá. Đấy, đổ đây tí nhặt sau. Nước động mạnh lắm. Nước đục này mà không có gì nhỉ. Đây ghê nhỉ. Quá nhiều tôm nhá. Không có tôm các bạn. Chiếc tôm. Tép dầu á. À, một đàn các bạn ơi. Lâu rồi không ra cái này, đất nó cỏ tốt lên. Quá trời tép. Đây mình nhặt cái loại tép dầu cho các bạn xem. Đây. Ui xa. Hôm nay chủ yếu là mình bắt cho vịt thôi. Đây các bạn ơi, tép dầu ấy. Một con giếc, một con tép dầu. Đây, hiểu con. Tép dầu đây. Cái này ở kênh đồ rừng Lai Châu ấy, bán rất ngoài, đắt nhé các bạn nhé. Họ sấy mới họ rắc vừng nữa. Tự nhiên ra đây mưa to này. Mưa to các bạn, mùa. Ra đây mưa to các bạn, mình có lau cái ống kính ra. Tối quá, à nó nước mưa nó vào. Xong rồi mình đổ ít rô phi ở đây để về cho vịt đây. Một con hơn thế nào nhỉ? Mấy con nhỉ? Được, nghe không có hy vọng.
đánh ra không có hy vọng cá rồi. Đuổi nó chạy hết các bạn ạ. Nó đùa nó chạy hết lên trên kia. Thúy mất em chuối. Chuối sụp. Rồi. Sổ này nó rút trong vào trong các bạn. Cái cá tự nhiên này cũng hên xui, hôm được hôm không. Chứ không phải hôm nào cũng được các bạn ạ. Hôm thì trắng tay, hôm thì nốt gặp bữa thôi. Một em thiểu. Chào đây các bạn ạ. Không có một hai con Luffy to chạy. Con phi này cho mày rốt chuồng tí về băm cho. Này xác định được không có cá to à? Đây các bạn này. Mõm à. Wow. There you go, find him one.